Giờ chưa đến rồi các mẹ ơi, bây giờ Ngân đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Như mọi khi thì Ngân làm rất là nhanh. Hôm nay Ngân cho mọi người xem. À, đây là cái nồi mà Ngân vừa hấp cái bông cải xanh, gọi là súp lơ à? Không phải, cái bông cải xanh broccoli á. Đó, bây giờ Ngân hấp xong rồi, bây giờ Ngân bỏ cái nồi đi để cho mọi người xem cái nước mà mình hấp á, mình giữ nguyên để mà mình luộc pasta. Hôm nay Ngân sẽ nói cho mọi người xem, đây là một cái món không thịt nhưng mà rất là nhiều, rất là đủ chất để cho các con ăn vào buổi trưa. Mọi người sẽ hay thắc mắc tại sao buổi trưa nhà Ngân ăn nhiều chất bột, thì tại vì Ngân nghĩ là cái bữa trưa tụi nhỏ nó cần cái nhiều chất bột, cũng cũng có protein nhưng mà nó ít hơn là vào buổi tối. Ngân cho buổi trưa nó ăn nhiều chất bột để chúng nó có sức để mà chạy á. Đây là cái nước mà Ngân đã hấp cái bông cải xanh bằng cái nồi hấp hồi nãy. Bây giờ mình sẽ luộc cái này ở bên này gọi là orecchiette, có nghĩa là nó giống như cái tai ấy. Tiếng Việt là cái giống như cái tai, những cái tai nhỏ nhỏ đấy. Thì tất nhiên nếu như mình mà không có cái này thì mình cũng có thể coi như là làm bằng pasta cũng được. Cái này nó là cái loại tươi nên là nó chỉ cần vài phút thôi, 4 phút là 4 phút là chín, thấy không? Đấy, cái loại này rất rất là sẵn luôn, mua ở trong siêu thị. Thì cái này nó sẽ cho 3 đến 4 phần. Hôm nay Ngân sẽ cho mọi người xem nhà Ngân ăn bữa trưa nhanh như thế nào. Cũng giống như tất cả mọi pasta, khi mà cho nước vào thì mình sẽ cho một chút muối, muối hột vào cho nó đậm đà. Đấy, món ăn của Ý thì không có nhiều gia vị như kiểu của mình, nhưng mà đến lúc cuối thì nó cũng rất là thơm ngon. Mọi người thấy là cái này nó hơi không được màu xanh lắm đúng không? Thứ nhất là cái bông cải xanh của mình nó hơi cũ, mua được chắc 3 ngày rồi á. Thứ hai á là cái món này á mình hấp phải hấp thật kỹ, mềm ơi là mềm mất. Tại chút nữa mình sẽ cho nó chung với cái pasta này vào trong đây, nó thật là nhuyễn. Cái bông cải nó như là một cái rất nhuyễn là luôn á, chứ không được để nó miếng miếng. Thế nên là nó hơi bị mất màu, hơi bị mất vitamin. Đấy, nếu mà bạn nào mà muốn giữ vitamin thì đừng để lâu quá. Nhưng mà mình thấy nhà bà mẹ chồng mình hay nấu món này mà màu nó cũng như vậy nên mình cũng bắt chước luôn. Oops. Chỉ có 4 phút thôi, rất là nhanh. Nên là các mọi người có thể thấy cái bữa trưa nhà Ngân không mất nhiều thời gian. Cái việc hấp này cũng rất là nhanh luôn, hấp này chỉ 10 phút là nó mềm mềm này, rất là dễ để mà băm nhỏ. Ai mà siêng năng thì đem ra cái dao, lấy cái dao để mà thớt cái băm nhỏ ra là tốt nhất. Món này trẻ con rất là thích mọi người, và cực kỳ là healthy luôn, ăn được nhiều rau luôn. Này con làm hai bông cải cũng loại nhỏ nhỏ thôi. Cái này ở Việt Nam làm tốt luôn, lúc ngày xưa Ngân về Việt Nam Ngân có làm cho bạn Ngân ăn rồi. Đây, bây giờ nó đã sôi và mình cho cái orecchiette này vào. Thì thường vào buổi tối ấy, thì Ngân cho các con Ngân ăn đồ protein để cho nó có đủ chất cho nguyên một ngày, nhưng mà nó cũng không nặng bụng. Ví dụ như là Ngân cho mỗi đứa một khúc cá hồi chẳng hạn thế, hoặc là một miếng thịt beefsteak, hoặc là một cái bữa chỉ ăn phô mai không thôi. Tức là mình sắp xếp làm sao mà buổi trưa thì Ngân cho nó nhiều chất bột, còn bữa tối thì nhiều protein. Thì đây là cái cách mà Ngân suy nghĩ làm sao để cho nó ăn vừa tốt cho sức khỏe mà cũng cái đủ cái chất cho cả gia đình nhà Ngân. Thì đây là cái cách Ngân làm, không biết mọi người như thế nào. Đây, và một cái nguyên liệu vô cùng quan trọng đó là cái phô mai bột.
cái phô mai bột để tí nữa khi mà xong rồi mình sẽ cho vào đây. Và cái phần quan trọng nữa đó là dầu ô liu. Dầu ô liu. Đó. Thực lòng nếu mà chăm chỉ siêng năng thì Ngân cũng muốn bữa trưa có một cái chén cơm ăn với cá kho. Trời ơi, Ngân thèm canh chua vô cùng luôn, nhưng mà bên này đồ đạc nó thiếu nên là Ngân không có nấu được. Thì thôi, những cái này nó tiện thì mình cho trẻ con ăn và đỡ phải mất công. Chứ thực lòng nếu mà bảo món này với cả một cái mâm cơm ba món thì chắc chắn là Ngân chọn cơm Việt Nam rồi. Bây giờ mà có cá kho tộ này, Ngân không biết sao Ngân lại thèm cái món miền Tây như vậy. Có cá kho tộ này ăn với canh chua này đấy, hoặc là với cơm trắng. Ở Ngân chỉ cần một cái bữa cơm như vậy là Ngân rất là thích rồi. Các loại mắm thì không thích lắm, nhưng mà những cái món ăn như là cá kho hay là thịt kho hay là gì thì Ngân rất là thích. Chỉ có điều là mình ở đây thì những cái món Ý nó tiện quá, và chắc chắn là cả chồng lẫn con đều thích thì nên làm những cái gì nó tiện cho mình. Bây giờ nó sẽ sôi bùng lên nên mình sẽ giảm đi một tí trước khi nó trào ra. Món này mùa đông nhà Ngân hay ăn lắm, tại vì là hình như là cái cải xanh nó vào mùa đông nó ngon hơn vào những mùa khác á. Ok, Ngân dừng một chút cái video clip để mà cho đừng quá dài á. Bây giờ thì Ngân đã thấy nó chín rồi. Ok, thử xem nào. Rất đơn giản thôi. Thì đó, mình bắt đầu chỗ này mình làm cho nó hơi nóng lên. Và để tránh cho nó khô á, thì mình lấy cái nước này, mình lấy ngay cái nước này mình cho vào đây. Đấy, cái món này nó phải sệt sệt nó mới ngon nhá, chứ nếu mà nó mà khô á không được đâu. Đó. Tất nhiên nó không phải như súp rồi, nhưng mà nó phải sệt sệt nhiều đúng kiểu. Mọi người nghe thấy tiếng piano, chắc anh Beto đang tập ạ. Anh ấy không có giờ giấc gì cả, thích tập này tập. Bây giờ nó chín rồi, Ngân sẽ vớt đơn giản thôi, từ đây sang đây. Mọi người nhìn có rõ không ta? Mình chuyển cái nồi qua đây đi. Nhà Ngân rất là nhiều nồi, nhưng mà cái nồi này thật là xấu hổ khi mà mình dùng một cái nồi mà không có hai cái quai á. Tại không biết tại sao mình lại thích cái nồi này, cái nồi nó gắn bó với mình bao nhiêu năm á. Ok, bây giờ mình sẽ vớt qua đây. Ngân để số 4 đi. Bây giờ mình sẽ vớt qua đây. Cái món này phải cần nhiều cái phô mai bột nha. Nếu mà ít á là sẽ không ngon. Bây giờ mình thấy không, mọi người thấy nó giống cái tai không? Sao đây nó gọi là orecchiette, là mấy cái tai nho nhỏ. Ngày xưa lúc mà về Việt Nam Ngân không có cái này á, thì Ngân dùng pasta bình thường cũng được. Ở Việt Nam có những cái loại pasta tươi như vậy không ha? Hay là loại công nghiệp, loại mà để phải luộc lâu. Được một nồi no bụng, kiểu gì cũng phải no bụng thì chúng nó mới học hành chơi bời được. Nhà Ngân thì buổi chiều á, các con rất là nhiều các cái khóa ngoại khóa, như là chiều nay thì Julia sẽ phải đi tập múa ba lê, rất là mất sức luôn. Tất nhiên khi Ngân cho ăn này, nếu mà kiểu như ăn xong mà còn thòm thèm á, thì Ngân cũng có những cái món rất là nhanh để mà ăn thêm.
ví dụ một miếng phô mai này hay là một miếng prosciutto này, và lúc nào có kèm một vài lát bánh mì đi thẻ kèm theo. Bây giờ cái chỗ này ấy, rất là quan trọng, mình sẽ phải cho rất là nhiều dầu ô liu. Cái này dầu ô liu sống thì tốt cho sức khỏe nha mọi người, đừng sợ. Đó, tại vì cái món này nó có cái gì đâu, nó có mỗi dầu ô liu thôi. Đấy, nhiều vậy nó mới ngon. Và thật nhiều phô mai bột. Yeah, cho vào đây, cho hết luôn. Đấy, tưởng là món ăn chỉ rau dưa thôi, nhưng mà mọi người thấy không, rất là ngon luôn. Đấy, nó phải lúc nãy mình phải cho cái nước của cái nồi luộc pasta cho vào thì nó mới không bị khô. Chứ nếu mà rất nhiều người nấu bỏ qua cái việc bỏ cái là không cho nước vào á, nhìn khô khó ăn lắm. Đấy, bây giờ nhất là khi mà nó nguội á, nó khô là vừa luôn. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Tụi nhỏ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Mọi người thích ăn nhiều cải xanh thì nên cho nhiều vào. Đấy, ăn nhiều thì trẻ con nó ăn được nhiều rau mà nó không nhìn thấy mình ăn nhiều rau luôn á. Đấy, hấp dẫn chưa? Bây giờ nữa chút nữa mình sẽ thêm hai cái hàng nhỏ nhỏ dầu ô liu và một chút phô mai nữa để trang trí. Rồi, chúc các bạn một buổi trưa thật là ngon miệng. Buon appetito.